quá nồi. Ừ, cho nên là Sương coi như cái nhánh đó là phế rồi. Cho nên là bây giờ Sương nói thiệt luôn, Sương phục tất cả các chị. Tại vì mày không bao giờ chịu, mày không bao giờ giải máy ấy, mày không biết máy ở đâu ấy chứ. Sương phục khắp tất cả các vị trí spawn luôn. Cái kiểu là cái master ấy, mày chịu cầm mày cầm master nhiều quá, mày kiểu máy cũng biết nó cứ ở giữa mắt không máy đấy, mày auto chạy vào nhà nhỏ lên nào thử thế, anh em máy lên nào giải vậy. Ê, bây giờ nhá, ở bao cát mà không có máy là chắc chắn là cái máy ở trên bao cát là bị khóa, là Sương phải chạy sang túp nhà nhỏ, bởi vì nó sẽ dưới bên nhà máy hoặc là dưới giữa mắt. Nhưng mà phải coi là nếu mà nó giữ map luôn là Sương phải cai, Sương phải... Chị ra nè, em nên học một khóa decoder chị ra nè. Không, Sương nói thiệt không là Sương chơi... Không phải học khóa decoder mà mày là phải biết linh động lên. Chứ anh gọi em spawn nó. Em spawn nó chụp một chỗ mà. Em spawn máy đằng sau. Quên tôi vô trang nha, đang phi dù quê. Hôm nay đi bụi nhà máy. Không, nó đừng qua bọc khác. Dù anh. Qua anh luôn à? Dù rồi, mắc dù rồi, mắc dù rồi. Máy có một máy bao cát rồi nhé, nhưng mà không bị khóa. Hoàn nhanh nhé. Ok, em chạy sang bên nhà nhóm đi, có hai máy luôn đấy lận. Nhà nhóm bị khóa một máy. Nhỏ thôi cũng được. Dường bãi máy nhân số ok. Hầm bên nhà nhóm không, luôn tao không cài nhà nhỏ đâu. À tao không cài nhà máy đâu. Mày nghĩ gì tao cài nhà máy. Chạy được tao chạy. Kiểu gì chẳng có được. Không đuổi tao hay sao? Đúng không? Đuổi anh á, đuổi anh. À đuổi anh. Đuổi anh. Có bơ linh bẩm. Chưa. Yên tâm, giờ này em kêu bảy là bảy giây nữa hộp linh á. 7 6 5 4 3 2 1 hộp linh. Không, hai hit rồi mà. Hộp linh chứ có phải hai hit hay một hit? Thôi không, hai hit rồi. Ý là Sương kêu 9 à. Em không nhìn tại bà đấy không có. Chị anh cứu trước, chị ra anh. Chị đâu vậy? Ok. Cái hit của con ở về máy cơ. Máy rồi. Đó em bù máy ở đây luôn chứ. Ờ cái rồi 4 máy gần phía cổng trước á nha. Không biết. Máy của bạn máy đó. Ờ biết rồi, mình báo rồi. Nó đi luôn kìa. Đi luôn. Nó về. Ê, ít ra mày cũng để tao nó hết câu chứ. Hiu chín chín chị Hiu chín chín chị Hiu. Chết luôn rồi chị ơi. Hết về đuổi anh chứ. Rồi em vô bác chị ra thôi. Đây. Mày làm rồi cũng khó rồi. Mày đó, má mình vừa nói hết câu đó mày quay đúng mình luôn à. Hầm chết bên nhà nhỏ anh á. Anh biết. Anh xôi, cô 6 em chạy bê bê nè. Tự nhiên vũ trang dạng hắc đấy. Đập máy vô máy với chị ra. Có dấu đấy, bây giờ có dấu rồi. Đang làm dầu cho chị ra. Không bê bê, mấy bê bê vừa đâu. Cứ đứng trong, anh xô chạy vô mấy cái góc ấy. Nó cứ lấy bơ lính vỏ này. Thì coi như mất mình lên. Đủ được thêm một máy không? Đánh tao đi, tao xuống lưng mày nè, đánh tao đi, tao đi. Tao cũng nóng kìa. Làm gì đấy? Chích máu rồi, đi chích máu rồi. Em đi làm giàu anh. Phải tìm tao. Tại vì ra anh ơi, ly hồn, để em cứu. Để em cứu, chạy đi, em bảo để em cứu. Chị phải giữ máu. Đấy em hiêu chị này, rồi bây giờ em hiêu chị này. Không hiêu được. Đấy, giờ hiêu đi, đây này. Anh rồi cài trong đấy thôi, mất của Linh rồi mà. Sương ơi, xong máy đó đem máy giữ bát nha. Giờ anh Sương có cài ở... Đấy thôi. Con Hunter đang ngủ lại thôi. Con Hunter đang ngủ vãi đái luôn. Anh ơi, anh đi vô mấy cái góc hẹp hẹp ấy và rộng ấy. Mất rồi. Vô đường nhà nhỏ ngon, vô đường nhà nhỏ hơi ngon. Đi nhà nhỏ mấy cái hướng cửa sổ anh. Máy rửa map nha, xong là máy rửa map nha. Ok. Anh thấy mà trượt được hả máy? Được giải. Kết mẹ rồi. Kết mẹ rồi. Ba sọ không? Có không? Để sọ cho đầu gục thôi. Máy vô bếp xuống rồi. Cứ dậy cửa sổ. Chèo đây kia. Chèo đây anh. Chèo đây, chèo đây. Em chặt cái cửa đây nè, chị vô. Chặt cái cửa đó. Nó có rào cửa chứ. Ây 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 ây. 5/5 sọ rồi giật nhá.
luôn, cho cái đỏ luôn. Giật cho bé sợ em hiu. Mày bao nhiêu, mày bao nhiêu? 80 rồi. Lên nhanh em ạ. Anh pha thêm tầm 10 giây. Không sao, chị đang còn sợ, chị đang còn sợ. Không, đi làm gì. Cho đánh cái lên ba sọ rồi. Bé ra. Lên. Rồi lên. Ba sọ luôn nha. Anh tự xử nha. Anh tự xử cho anh ba sọ, anh tự xử. Đường màu cỏm nha. Mày có thằng ngu không thôi. Đang bắt. Đấy thì nhầm bên rồi bạn ạ. Hầm giữa map. Thằng đấy thì nhầm bên rồi bạn ạ. Hầm giữa map nhanh thôi, thông tin đấy. Biết. Đấy, bạn thấy chưa? Bỏ con róc tường khi có con Encha là một sự súc vật đấy. Chả hiểu tại sao ra đánh nút tường một hit. Chả hiểu tại sao ra đánh nút tường một hit. Mày tắt. Liều quá. Cái quả này nè. Cái này đứng ngay nó bờ lên anh vô nói nhưng mà cũng không làm được gì. Anh Sô đã hy sinh anh Dũng. Thế là kêu quả đó anh Sô kêu là nó bờ lên nhưng mà không lót lên kìa. Cái lẽ nó mà kiểu kêu nó lồng nhỏ một cái là chịu luôn. Thôi không combo à. Chị ra từ chối combo. Chị ra nơi in chan. Nhanh. B 2 1 Vậy ê, sao chị ra đấy. Chị à, sao bộ nào của chị cũng linh linh hết trơn. Ấy, đứa nó nhỏ chị ra. Nó nhiều màu sạc đỡ mà lại kinh tiếng. Nhân thuyền giống nhau mà. Ê, đứng đâu chị muốn đâu. Mày phải đứng chỗ thằng Si ơi. Thằng Si đứng nhân thuyền. Không. Không. Nếu như mà chơi combo của mình á, em với chị hạn chế bị dí. Đứng nhà nhỏ lại không bị dí. Ai biểu chị đứng đó, chị phải đứng chỗ Oxy kìa. Ok. Nhìn lật mặt dữ ta. Lật mặt. Lật mặt đứng nhà nhỏ. Caro định làm mặt lật mặt máy đó. Lật mặt bố. Nó có bao nhiêu lật mặt hả nhờ? Lên bảng chat. Lật. À 7 nha. Lên là phần 8 à. Ghi dư lật nó ra 7 luôn. À, mèo lớn. Đang đi thẳng về phía xương. Ngon. Xương là cái gì? Xương. Lạc sưởng. Thấy rồi. Bạn nhìn trộm nó. Thì giờ nó nhìn lại bạn có gì đâu. Ước gì Si được bước hít cứu từ xa. Đứng cây 100 mét vẫn hít được. Cắm mắt. Mèo cắm mắt. Nhanh thế. Ô nhưng mà ghét cái kiểu Ranger đồ quả mới của bọn nó e vậy. Chị ra nơi ưu tiên chị cứu trước nha. Cắm mắt rồi nhìn chị còn bộ linh đâu. Trời ơi hộp ơi 0% nghĩa là gì. Nghĩa là nãy giờ nó lát. La 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 la. Ô nhưng mà thề cái kiểu giấu. Dấu đồ vật đó trước cơ. Chị cứu được không? Được. Được đúng không? Có cách nào mà đi cứu phụ chị sao? Để dụng ngô. À, máy nhìn thì sắp xong. Chị cũng sắp xong rồi. Cứ đi có đi. Chơi sư ngồi chứ cũng được. Hồi 51 99 cũng không chơi được cái trò kia. Giờ nhưng mà giờ ba người ra cứu thì ai đi code. Ồp ơi đập máy đi ồp ơi. Không nhưng mà kể từ khi mà nó đổi cái engine ấy cho có render theo vùng ấy thì chơi khó với chuyện hầm mà thôi. Đưa yên. Có mắt. Doctor heal trên mắt nó nhanh mà. Không bị ảnh hưởng với Doctor, không bị ảnh hưởng với mắt. Muộn rồi chạy đi, muộn rồi. Heal chị này. Chạy giúp heal chị này. Còn gì nó đang chết nè. Ôi giời ơi thì cái mẹ nó đã chết rồi. Giờ mới không heal được cái này. Mày sao nhìn Caro lượng mèo tởm bây giờ mà mình lượng đéo được. Chị lượng chả được ấy. Uầy. 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 Đánh hụt rồi. Ý là nó đánh hụt rồi mới dám nhảy chứ không hụt đâu dám nhảy đâu. Nó full hình diện rồi à. Nó nhảy hai lần luôn kìa. Ờ full rồi. Một cú hai đập xong rồi đập Caro một cái nữa.
Ờ full này. Đứng làm gì nữa vậy? Làm máy. Ê! Giật bay sọ chạy, giật bay sọ chạy. Đứng trong đó, đứng trong đó, đứng trong đó. Tập sao đứng được? Đứng trong, rồi vậy đây. Tập sao được? Đứng yên ở trong mà. Đứng yên ở trong nhưng mà chị đang chạy mà. Sao? Rồi hai. Rồi. Yêu chị này, yêu chị này, yêu chị tiếp này, yêu tiếp này. Rồi yêu chị đi, nó lên tiền rồi. Sương phải cay về đây lại cơ. Sương phải vòng một vòng về đây lại. Chị đang còn không có sợ, khó thôi. Được, Sương lo này. Ôi trời ơi. Có sợ không chị? Không có, em cứ đè. Đứng bên cho em, đứng bên cho em, đứng bên cho em. Đứng bên cho em đừng để đánh. Về này. Nhiều tiếp. Ôi, không, chị đi. Chị có bị mất máu đâu. 12 giờ. Ê, sao mày đánh tao? Không kịp. Đè tiếp, đè tiếp, đè tiếp, đè tiếp, đè tiếp. Mày nhìn. Đè tiếp đi. Không, chị hết rồi. 12. Được. Có vài. Ê, ê, xuống vậy được. Ừ, thế vậy. Lên tiền đây. Ừ, lên tiền mà cay, kể lên tiền mà cay. Lên xong được máy nó xong luôn đi. Nó xách luôn rồi, nó xách luôn rồi. Xách luôn ọt rồi. Ờ, đi cứ ọt rồi. Ọt gần, ọt gần, ọt gần. Ủa máy của chị ra xong chưa? Máy chị ở trong, máy chị ở thành nhà nhỏ ấy. Máy được nhiều lắm rồi. Yeah, xong rồi chị, máy xong rồi. Đủ 3 máy rồi đấy. Chị không, máy, máy đó, máy, vậy là máy nó xong rồi. Chị tự dậy luôn hả? Ừ, phết, tự dậy luôn chị, tự dậy luôn. Tự dậy thôi chị. Có sợ không? Có. Quay dừng sợ chị. Ôi trời ơi. Bày gạo gì? Chị sợ cứu, hết mẹ. Ê, ôi trời ơi. Thôi chịu. Thôi. Sao chị thẳng vô cái mèo nó vậy? Ai biết nó nổ to thế chị làm gì nữa? Úi là la, mà biết à? Đúng Sương ơi. Mất tự dậy rồi. Thôi. Không tiền đâu sốc thì là kịch bản rộn sáng hơn gì nữa. Quá đó, thằng ọp nó nghỉ không tới đứng xe. Cứu đi, cứu đi, cứu ai cũng được, cứu ai cũng được. Rồi, ọp chạy vô cứu anh, cứu cố. Hiu chị. Không. Hiu được. Cái hai vô cứu. Rồi cứu. Cứu. Rồi sao ra hiu chị nè. Ai hiu. Hai. Chạy luôn. Bé sợ. Không được, spam rồi đấy. Chị phải di chuyển mới spam được. Chị phải chạy. Không biết. Ờ tôi dậy. Á cái gì bà, cứu rồi. Thôi, Sương chết. Không. Ở đây phải đứng dậy, phải di chuyển mới được spam được. Ôi ôi, ọt ơi, dơ nhá. Ôi ôi, thài vào, đang gọi điện với ai? Đang gọi điện với bồ đúng không? Hay là mày gọi điện với anh Tâm kia, chuyển khoản. Chị em đây, chị em hưu nhau này, lấy sọ này. Không, đập máy. Đập máy đi, giờ không ai cover em đâu. Năm sọ rồi mà không làm gì được này, mà em bực thế. Đấy nè. Ôi. Bé sọ liền. Bé sợ với chị kìa. Quay lại bé sợ. Giật luôn chị ơi, giật luôn. Nó sợ. Đừng để nó đâm mèo. Đừng có chị thẳng cho nó nha. Ồ qua đây. Ồ sau lưng. Mày đừng có chạy trong chồn. Rồi. Không có ngoài biển nha, không có chân thuyền luôn. Máy này xong rồi. Là máy mới. Ồ máy sắp xong chưa? Máy này xong mất rồi. Thăm thiên càng. Ồ đặt máy nữa rồi. Thăm thiên càng. Chị đánh như nhỏ. Thăm ngay đầu thuyền nha, thăm ngay đầu thuyền càng. Không được rồi. Chịu rồi, không chạm. Chị mất tự dậy rồi. Nó bóp chứ. Nó vẫn bóp mà. Yeah. Mấy cuối không có à? Tham. Chị bảo mình ok, chơi được. Đúng nên nhớ, rồi. Hai vấn đề cực kỳ khó khăn. Thứ nhất, em không ba. Thứ hai, em lần cuối. Nice. Lần cuối rồi cơ à? Ừ, lần cuối rồi. Ờ, cứ thi rồi thì trẻ lần cuối. Ờ, đúng rồi. Chiêu. Ui dồi ôi, cái gì đấy Kenro?
Thêm con nữa. Đi khấu đi. Ngồi hát đi, hát. Hát đi bên. Coi, cút đi. Bé sổ. Bé sổ, quay lại bé sổ, quay lại bé sổ, quay lại bé sổ. Ok. Ai? Cái tầm sọ khó vãi luôn thề. Tầm sọ gì vậy, ngắn ngủng rồi. Bằng tầm đánh thơ. Mèo về chơi con thợ. Sau lưng một con. Ui, vẫn dính kìa. Dính kìa. Lên. Lên. Hầm, hầm đứt thuyền, hầm đứt thuyền, hầm đứt thuyền. Thuyền cái. Chị ra nơi chạy xe nè. Ơ, hầm đứt thuyền cái. Chị ra mới lên dưới một lần rồi. Một lần nữa. Cái mẹ họ thôi. Ui. Ui. Phép rồi. Ờ ơi, chuẩn bị em đi á, em đi á. Cái đăng cao là em. Không, đứng cứ đứng ngay cổng. Rồi chuẩn bị chạy qua đi cứu, chạy đi cứu. Không, tao đây đi, cổng đây, cổng đây, cổng đây, cổng. Tao là tao đây cổng. Ui, cái trận nó căng thẳng quá à. Căng thẳng đâu? Ở đây ông ơi, đừng có ham. Thì căng thẳng. Cái khó khó là xong là hơi căng thẳng đây. Ý là căng thẳng từ lúc không, không phải căng thẳng lúc đó, căng thẳng từ lúc mà kiểu cứu xương lần hai đây xong xương cai á, bởi chị em mình đi hưu ơi. Nhưng mà vẫn mình nhưng đoạn đây vẫn xong rồi, còn gì nữa, đoạn đây thoát. Đoạn đấy là xong rồi. Ý là nếu như mà tính là đoạn căng thẳng thì đoạn đó cũng căng thẳng không kém.